chuyển đồng thì béo lắm, mình phải buông buông mất mấy ngày đấy cả nhà, để cho nó gì. Đây, rồi sả, vỏ sả này mình sả, lá chanh đấy, lá chanh nha, chanh sả, nói chung là hấp nó ít rau cải nữa thế là xong nhá, ngon lắm. Bữa tối thì ngon lành canh đào đấy cả nhà. Mình xong rồi, mình sẽ cho sả này xuống, đấy, bỏ 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 cho ra cái tinh dầu ấy, nát xuống dưới này cả nhà, đấy, sả này, lá chanh này, đấy. Cho mấy cái lá rau cải này xuống nữa, đấy, cả nhà, sả, lá chanh, với lại mấy cái lá mọc rau cải này, cuống nó xuống, đấy. Rồi mình mới xếp chuột lên. Tiếp tục đợt 2. Ngon lắm cả nhà. Đấy, nhà ngon chưa? Chuột hấp sả, lá chanh. Được nồi chuột hấp. Thế bây giờ mang đi chế một ít nước thôi nhá cả nhà nhá, cho một vài hột muối thôi, gọi là vài hột thôi đấy, mà cho ít nước vào gọi là hấp đấy, cho nó đỡ khô đấy cả nhà. Hấp xong rồi nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn. Bây giờ mình sẽ vớt bỏ ra thớt đây, mình chặt tròn đĩa để chiến đấu đấy cả nhà này. Ngon chưa, để cho ráo ráo đi cả nhà. Giờ nguội gọi là hơi nguội một tí thôi, vẫn nóng lắm, chứ còn để nguội này không thích ăn. Chặt đấy. Mình chặt 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 mình để cả cái đầu này, chứ không ăn là vứt cho chó, để cho đẹp. Chờ đến bắt đầu chặt chiến đấu đấy. Mời cả nhà nhá, ăn cơm với mình bây giờ mới xong rồi đấy. Mình chia sẻ này, bát bổi thần thánh của biển này đấy. Dù ăn không hết hay không mình cứ làm cho nhiều thoải mái, ăn cho tã. Thế thôi. Muối hột, mì chính, ớt, chanh xả. Lá chanh xả đây, vỏ chanh nữa đấy. Còn không thể thiếu được đây là chủ đạo này là đấy, 6 em chuột thôi. Một mình cân hết được từng này không cả nhà. Hết bay luôn, nóng quá. Đây là bánh cuốn chả. Đấy, bánh cuốn chả này. Ngon lành chưa cả nhà. Đấy. Đây là chả chả lợn nướng đấy. Để ăn với bánh cuốn, ai ăn cái gì thì ăn, còn mình chỉ chắc là chỉ xoáy cái đĩa này thế là ngon lành đấy cả nhà. Mình mới chia sẻ nó như đấy. Bữa cơm tối ngon lành, bây giờ là rót rượu ra chấp rượu để uống mời cả nhà nhá. Mời cả nhà. Ai à, giờ tối có mình cả nhà. Người này cái này nó nhạt thôi. Đấy. Béo lắm cả nhà, cái chuột nó béo này mình phải rốt 2-3 ngày nó cho để cho gầy bớt đi cả nhà xong mới ăn. Đấy, ngon chưa? Đã rồi. Đảo này cho chanh, nước chanh ở dưới. Cho thật nhiều rồi à, nhiều cái bộ chấm ấy mà nha. Gặp cả một đũa này luôn đấy, cái bổi này mới là cái đỉnh, nhìn nó phải chảy nước trên răng luôn cái bổi này này. Chứ còn chấm muối, cứ pha muối ớt mới lại gì ra thì ăn nó nhanh ngán cả nhà, nhưng mà sao cái anh em mình ăn cái này ăn nó nhiều đấy, nó xả chứ ăn ngon lắm. Ăn chả đi. Cứ chả cho bà chưa? Rượu. Thì làm cái bánh cuốn này. Bánh cuốn này phải có nghĩa là phải cho mình ăn là mình phải dầm thêm ớt vào cái bát đi chấm với cả nhà. Đúng rồi.
vì người ta làm ở nhà hàng người ta làm nhạt lắm, cái nước chấm người ta làm cực nhạt luôn đấy, mình không không khẩu vị mà lại không có ớt đấy. Người ta làm thì chị em phụ nữ nhiều người người ta không ăn được ớt mà, người ta chỉ làm không thôi, về ăn là mình phải dầm ớt thêm vào. Tuyệt vời nhỉ, miếng đùi à, ăn hẳn một đũa sả này, cái bổi này mình gọi là bổi, sả na chanh vỏ chanh đấy, cả nhà ăn thế này cứ làm giống biển này, ăn cực kỳ là ngon mà an toàn, ăn được nhiều không ngán không không ấy. Ngon lắm. Quá tuyệt vời, ông mặt trời. Đĩa này phải hai người ăn thì mới ngon. Rồi thì làm đêm, người đi làm mới ra về cơm nước rồi. Rượu nhẹt sẽ say, mai lại không đi được, không làm được. Ngon này chanh đào, chuột về mùa này béo lắm cả nhà, cực béo luôn. Kẹp vào đây, ba chỉ nè, ngon lắm. Rất xả ớt các kiểu con đà điểu lá chanh. Cụpi kia, cắn nhau tao đập chết đấy nhá, cắn nhau đâu. Bốc hơn ngụt. Mỗi một miếng ăn, mỗi một miếng thịt chuột phải gắp từng cái bồi xả ăn kèm. Nó thực ra cái bồi này chỉ có mình mới làm ra là thật, nói thật luôn đấy. Các bạn cứ điều cái gõ trên Google cũng có cái bắt bồi chấm chuột này. Nên món ăn vùng miền với anh em thì mình là làm cái món này, cái bổ chấm này thường thường là cái vị chấm muối ớt siêu cay với cái gì thế thôi, dầm ớt thế thôi, cũng thái nhưng mà làm đúng cái kiểu này rất ngon luôn đấy. Bát bổ nên đấy nó cần có nó ăn rất ngon, bình thường cứ thái xong cái này nó chảy, nhìn thấy nó chảy hết chân răng này. Tuyệt vời nhỉ, đấy gặp từng này bổi ăn cho nên là rất chi là ngon, lành dạ cực kỳ luôn mà ngon. Các bạn cứ làm cái giống kiểu cái bát bổi của biển thì rất là ngon.
làm cái video này mệt lắm cả nhà, chia sẻ nên làm cái video chia sẻ cả nhà cùng xem, đi tương tác xong xong bắt đầu được ít số người phải đi làm. Ai da, tuyệt vời ông mặt trời. Đó. Kẹp cái bồi xả thế nhỉ, ngon lắm. Ăn hết thì bọn nó có ăn rồi, nguyên cuốn, chả chứ. Cái hay mình chia sẻ cho các bạn bè cùng xem. Cảm ơn rất nhiều, hẹn cả nhà lại clip sau nhá. Yêu cả nhà rất nhiều.